VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Nếu như tôi chịu quỳ gối, thì bao giờ cô kết thúc chuyện này? Cô sẽ không tung clip, không phát tin tức, không gây rắc rối cho con gái của tôi nữa chứ? Nếu cô dám quỳ gối dưới chân tôi, thì tôi sẽ dám thôi. Muốn sao đây hả? Đứng lâu mỏi lắm đó. Nhanh lên đi, tôi mỏi. Montana, tại sao cô tát tôi hả? Nè, cô làm gì vậy? Đâu, đâu, cậu dừng lại đi. Alo, bây giờ cô Montana đang đánh cô Phan Đào đó. Để tôi ghi âm cho nghe nha. Được. Dừng lại ngay, dừng lại ngay. Trời ơi, tôi nói dừng lại mà. Dừng lại đi, dừng lại. Cô Montana vào tận phòng đánh cô Phan Đào luôn kìa. Vậy hả? Thiệt không? Vậy hả? Có thiệt không? Misa vậy có báo cho tôi biết. Mọi lần nghe được gì vậy? Tình thức đóng lắm đó. Dừng lại. Dừng lại ngay cho tôi. Tôi nói cô dừng lại mà. Nhanh lên đi. Lên đi em. Nè em để xe cho mẹ đi. Để tôi. Biết sao nữa. Cô mẹ đến rồi. Mau lên bên này. Cô ơi. Cô mẹ hả? Cô nè cô ơi. Lúc nãy cô tin tức rằng cô Mai Thanh đã đánh cô Phan Đào. Xin lỗi cho qua. Cô mẹ nói gì đi cô? Đây không phải là sự thật đúng không? Lời phỏng vấn xin lỗi mọi người, tránh đường dùm cho. Xin lỗi nha, cảm ơn nhiều. Tôi xin thật lòng cảm ơn những gì bác đã làm. Bởi vì những giây phút này đây, chắc là sẽ không có ai đến giành vị trí vì mẹ mang lại sự thảm hại cho con gái của Năm bằng bác đâu bác Montana. Im miệng. Cậu không biết gì hết thì ngậm cái miệng lại đi, hiểu không? Vậy thì mẹ cứ nói đi. Mẹ đến đây làm gì vậy hả? Chuyện phóng viên ngoài kia nói có thật không vậy mẹ? Vậy thì con đến đây làm gì chứ? Chân bị thương như vậy rồi thì nên ở nhà thì hơn. Thì tại mẹ gây chuyện như vậy, làm sao con ở nhà được đây? Con hỏi thật mẹ nha, con phải làm như thế nào thì mẹ mới thôi kiếm chuyện về cho con chứ? Mẹ không phải đến để gây chuyện, mẹ đến để giải quyết vấn đề cho con thì đúng hơn. Ý mẹ là việc đi đánh cô Phan Đào hả mẹ? Mẹ gọi như vậy là giải quyết vấn đề sao? Con nhỏ Phan Đào đó là kẻ xảo trá, nó không bị thương nặng tới mức phải đi nằm bệnh viện đâu. Hơn nữa mẹ cũng chưa làm gì nó hết. Nó tự giả vào mặt mình rồi đổ tội cho mẹ. Nhưng mà nó không ngờ tới mẹ là người thông minh. Mẹ biết rõ bản tính của nó. Nó chơi xỏ mẹ thì mẹ chơi lại nó thôi. Ý của mẹ là sao hả? Muốn biết sao? Đây nè. Mấy đứa có thấy gì không? Thấy gì không? Túi xách hả? Máy quay à, bác. Bác. Bác gái giấu máy quay ở trong túi xách sao? Nè, không phải chỉ máy quay đâu nha, còn có cả clip nữa. Thấy không? Nè, Luat, cho tôi xin số của tất cả phóng viên đi. Tôi sẽ vạch trần cái sự giả dối của con nhỏ Phan Đào này cho cả đất nước này biết. Nè, cô Anh Thanh ai gửi clip gì nè? Tôi cũng nhận được clip nữa. Mấy cái clip này đâu ra vậy? Trời ơi, sao lại như vậy chứ? Tôi cất công sơ móng chân, thì cô tới lại đó. Chuyện là sao vậy ta? Bà Thanh à, phải không vậy? Cô định làm với tôi vậy hả? Khoan đã, không cần vội. Video ở đâu ta? Khoan đã. Hơi xa chân của tôi rồi, lại gần một chút đi. Phan Đào,
Nhanh lên, lại gần một chút, góc này không có đẹp. Dừng lại, giữ nguyên đó. Thêm chút nữa đi. Nhanh lên một chút. Ui, đẹp quá. Cuối cùng cũng có ngày này mà. Ngày mà chị dâu quỳ lại tôi. Tôi đã quỳ lại dưới chân cô rồi đó. Giữa tôi và cô kết thúc nha. Chuyện này kết thúc. Nè, cô tưởng là cô làm chuyện ngu ngốc này thì mọi chuyện sẽ kết thúc hả? Cô nghĩ hơi nông cạn rồi đó. Đồ ngu. Giờ muốn gì nữa? Mantana, sao cô lại tát tôi? Nè, nè, dừng cô lại. Làm gì vậy? Nè, dừng lại ngay, dừng lại. Nè, cô dừng cô lại đó. Làm gì tôi không? Không được làm bậy nha. Đừng có đánh tôi. Dừng lại ngay, dừng lại. Dừng lại đi. Nè, nè. Dán cờ lật ngược rồi. Lần này cô phanh đao tiêu rồi. Vụ này nhất định phải đăng lên trang bìa mới được. Có thể có gì mà bài của mới được. Sếp ơi, sếp, sếp, sếp đã thấy tin này chưa sếp? Thấy rồi. Ôi, con Mantana đó đã lấy đặt máy quay hả trời? Ôi. Đây rõ ràng là Mantana phiên bản mới mà. Bây giờ Blue Art cảm thấy rất vui vì cuối cùng thì não của bác gái cũng hữu dụng được một lần rồi đó bác gái à. Nè Blue Art, nếu mà khen như vậy thì đừng có khen nha. Cảm ơn nhiều. Nè, dù tôi có ngốc thì cũng ngốc một cách rất là tiến bộ đó nha. Lúc tôi tới nhà Pandao đánh nó để cho người khác lén quay clip lại. Nhưng lần này thì tôi tự tới tự quay. Tôi đủ thông minh mà. Mẹ, sao mẹ biết cô Đao sẽ làm như vậy? Nói thật lòng thì mẹ cũng cố tình tới để xin lỗi con nhỏ Phan Đao. Vì mẹ không muốn nó cứ bám theo làm phiền con mãi như vậy. Nhưng như mẹ đã nói, mẹ của con quá thông minh mà. Mẹ biết rõ bản chất con người của cô ta. Mẹ giống như đang đi guốc trong bụng của cô ta vậy. Mẹ hiểu cô ta nghĩ gì, có lòng dạ như thế nào mà. Nên mẹ lén đem máy quay hả? Ừ, phải. Lỡ như cô ta có giở trò gì với mẹ thì mẹ còn có hình ảnh làm bằng chứng. Thấy không? Cuối cùng cô ta làm thiệt. Thấy không? Quá đỉnh luôn bác gái à. Chắc chắn hôm nay sẽ xuất hiện hashtag ai nói cô Mantana không biết lỗi chứ. Có thể xóa bỏ những xấu hổ trước đó. Tôi tha lỗi cho bác 50%. Nẹp luôn á. Lại nữa rồi đó. Trời ơi. Mẹ, thật ra con nhỏ Phan Đào muốn hai mẹ con mình phải đứng ra công khai xin lỗi nó trước mặt báo chí. Nhưng mà xin lỗi nha, chính cô ta đã gây chuyện với con nên phải tới xin lỗi con. Đỉnh của đỉnh luôn. Ha, được rồi, tôi tha lỗi cho bác 100% nha. Không có cần khen tôi nữa đâu. Tôi chỉ muốn giải quyết vấn đề mà tôi đã gây ra mà thôi. Mẹ, mẹ xin lỗi con nha. Vì mẹ đã ép con đi gặp cậu Pháp. Từ giờ trở đi, mẹ sẽ không ép con làm gì nữa đâu. Mẹ, mẹ có say không đó? Lúc mẹ tỉnh rượu rồi có nhớ mình đã nói gì không hả? Nè, Jen à, mẹ không có say. Mẹ hoàn toàn tỉnh táo. Trời ơi. Mẹ, mẹ nói thiệt đó. Từ giờ trở đi mẹ sẽ không ép con gì hết mê à. Về chuyện cậu Pháp nữa, thiệt mà. Nè, đừng có ra vẻ xúc động kiểu đó. Hôm nay tâm trạng mẹ rất vui. Đi, chúng ta đi ăn mừng đi. Cứ để cho con nhỏ Phan Đào đó bị phóng viên bao vây hỏi cung đi nha. Đi, nhanh lên. Hôm nay mình vui quá, đi, đi thôi. Khoan đã chiên. Có chuyện gì không chị Me? Chị cảm thấy hơi lạ. Chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp vậy đâu. Ừ, có phải chị Me nghĩ là không phải mẹ tự làm đúng không? Có người ra lệnh cho mẹ. Nè, đừng có nói là bác gái lén thông đồng với anh Pháp
khiến cho mẹ chủ quan nha. Rồi gạt mẹ tới gặp anh ấy thêm một lần nữa. Chị, việc tôi kêu cậu làm xong chưa? Mọi việc đều ổn thỏa rồi. Được. Mày muốn tao đứng ra xin lỗi mày đúng không hả Phan Đào? Được, 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 được thôi. Xin chào cô Man Thanh à. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Cậu là ai? Tôi là người của anh Phong Sa Thôn. Phong Sa Thôn hả? À, là cậu Phong Sa Thôn mà đã trả nợ thay cho tôi có đúng không? Ừ, đúng vậy. Anh Phong Sa Thôn kêu tôi đến đây chờ cô vì biết rằng cô sẽ đến tìm cô Phan Đâu. Anh Phong Sa Thôn không muốn cô làm chuyện gì khiến cô Metheny gặp rắc rối thêm nữa. Tôi đến đây không phải để gây rắc rối. Tôi đến đây là để xin lỗi con nhỏ Phan Đào đó, để cho mọi chuyện được kết thúc. Cô có chắc là cô đã xin lỗi rồi thì cô Phan Đào sẽ bỏ qua mọi chuyện chứ? Cậu nói như vậy là có ý gì? Tôi không biết cô Phan Đào sẽ làm gì, nhưng anh Phong Sa Thôn không yên tâm. Anh Phong Sa Thôn muốn cô giấu cái máy quay này để sau này cô và cô Metheny sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Bây giờ xu hướng là đánh trả lại cô Phan Đào. Có cả người chửi và có cả người muốn cô Phan Đào đứng ra xin lỗi cô Manthana và cô Metheny. Rồi cô Manthana có hỏi gì tới tôi hay không? Dạ có hỏi. Cô ta hỏi rằng anh Phong là ai và kinh doanh món gì. Nói cho dễ hiểu hơn thì cô ta đang muốn kiểm tra rằng giữa tôi và anh Phốp kia ai giàu hơn ai thôi. Vậy cho nên tôi đã để lại cho cô ta số điện thoại của anh và tên khách sạn mà anh Phong làm chủ, như là anh Phong dặn. Có khách sạn ở khắp thế giới luôn sao? Ui, tuyệt quá. Tài sản lên đến mức này thì người ta gọi là siêu tỷ phú luôn đó. Quá đã. Mày sắp sung sướng rồi Manthana ơi. Ui, người này già quá đi. Dạ anh Phong, có người muốn gặp anh. Cô Gail có biết rằng nhân viên công ty mình trong lúc làm việc lại đi làm việc khác không? Tôi đến để lấy xe của mẹ đậu ở đây. Đến mức chịu làm những việc nhỏ như vậy để cho người ta tin hay sao? Mẹ không phải là người ta. Vậy như anh và cô Gail thì người ta gọi là gì đây? Đó là chuyện của tôi, không phải chuyện của người ta. Nhưng tôi và cô Gail Phan thực ra cũng không phải người xa lạ gì hết đâu. Xe của mẹ ở đâu vậy? Đã ở một nơi an toàn. Chủ nhân của nó có thể tới lấy bất cứ lúc nào. Tôi chính là chủ của chiếc xe. Bởi vì sáng hôm nay mẹ đã bán nó cho tôi rồi. Nếu như anh Dốc muốn giúp, vậy giúp cho mẹ làm việc mà mẹ đã nhờ lúc nãy, có được không anh? Vậy là mẹ muốn bán xe cho anh thật sao? Anh đã nói rồi mà, có chuyện gì thì cứ nói với anh, không cần đem đồ gì đi bán đâu. Chị mẹ muốn lấy tiền trả anh Phong Sa Thông luôn sao? Mẹ không thể lấy tiền của anh được đâu. Dù cho xe của mẹ không đến 5 triệu bạc, nhưng mẹ cũng sẽ kiếm thứ khác bán cho anh bằng được mà. Mẹ không muốn lợi dụng anh, bởi vì số tiền đó quá lớn. Mẹ à,
Em không cần đem đồ gì bán cho anh đâu. Nè, những gì anh làm đều là do anh tự nguyện giúp em mà. Số tiền 5 triệu bạc đối với anh thật sự không nhiều. Nếu như anh làm gì mẹ. Trời ơi, mình cũng muốn được nói kiểu như vậy với mình quá. Hãy cất đồ lại mà dùng đi mẹ à. Nha, anh sẽ cho mẹ mượn mà. Không cần tính lãi và không giới hạn thời gian trả đâu. Mẹ yên tâm đi. Mẹ, cảm ơn anh giót rất nhiều. Nhưng mẹ muốn nói thẳng là mẹ chưa từng nghĩ đến chuyện mượn tiền của anh giót đâu. Mẹ thực sự muốn làm bạn với anh mà không dính đến chuyện tiền bạc. Nhưng nếu mẹ phải chọn giữa là con nợ của anh và anh ta thì mẹ sẽ chọn anh. Tấm séc 5 triệu bạc tôi mang đến trả cho anh thay mẹ. Tôi nói với anh rồi mà, cô Metheny nợ tiền của tôi. Dù là ai cũng không thể trả nợ giúp được. Cô Metheny phải tự trả cho tôi. Đến bây giờ mà anh vẫn không hiểu là mẹ không muốn gặp mặt anh à? Nhưng tôi muốn gặp cô ấy. Tôi muốn liên quan tới cô ấy. Nhưng tôi không chịu. Vậy anh tính cấm tôi sao? Anh lấy tư cách gì để cấm tôi? Tôi là bạn của cô ấy. Tôi có quyền lo lắng và bảo vệ cho cô ấy. Nếu như anh không cho tôi làm phiền cô Metheny thì tôi có thể làm phiền cô Wellfan. Không biết có được không? Anh đem phụ nữ ra nói kiểu như vậy thì anh có còn là đàn ông hay không? Nếu vậy còn người đã có vợ rồi nhưng vẫn dính líu tới người phụ nữ khác thì gọi là gì đây? Tôi càng nghe anh nói thì càng thấy được suy nghĩ của anh thấp hèn như thế nào. Đàn ông và phụ nữ làm quen với nhau thì chỉ vì chuyện đó thôi sao? Nhưng mà thôi đi, dù cho tôi có nói gì đi nữa thì chắc cũng không thay đổi được suy nghĩ thấp hèn của anh đâu. Nè, hãy cầm lấy tiền đi rồi kết thúc chuyện này. Cất tiền của anh lại đi. Bởi vì người mà tôi giúp là cô Manthana chứ không phải cô Metheny. Nếu như cô Manthana xin sự giúp đỡ của anh thì có thể tôi sẽ nhận lấy số tiền này. Nhưng mà tôi cũng nghe nói là cô Manthana cũng không thích anh làm mấy, đúng không? Tôi nói không sai chứ anh Sông Gió? Nếu như để tôi đoán thì số điện thoại này là của cô Manthana. Và nếu như tôi đoán tiếp thì cô ấy gọi điện tới là để mời tôi đi làm một vài việc gì đó, để hiểu biết nhiều hơn về tài sản của tôi. Cô tức cười không đi? Metheny thì không muốn gặp tôi, nhưng mà mẹ cô ấy thì muốn. Tốt lắm chị, cảm ơn cậu nhiều. Anh đừng cố làm cho tôi nhớ tới quá khứ. Anh cũng đừng đụng tới tôi nữa. Tôi từng nói với anh rồi, chuyện đã qua thì tôi không nhớ nữa đâu. Vì cuộc đời của tôi giờ chỉ có hiện tại và tương lai thôi. Anh sẽ khiến cho quá khứ sinh ra lại ở hiện tại và tương lai cho bằng được. Bất luận là ai cũng không thể đem em mẹ đi được nếu như anh không chấp nhận. Tóm lại là anh ta không chịu nhận tiền của anh giót hả? Phải rồi. Anh ta cũng không đồng ý cho anh lấy xe về. Nè mẹ à, anh ta nói anh ta không có giúp mẹ mà là giúp mẹ mẹ.
cũng không chịu nhận lại tiền. Nếu đã như vậy thì để anh đưa tiền cho mẹ của mẹ nha. Để mẹ của mẹ đưa tiền cho anh ta. Không cần đâu anh. Anh ta sẽ lại diện cớ nữa thôi. Vì có vẻ như anh ta không cần tiền đâu. Vậy thì anh ta cần gì chứ? Chị mẹ ơi, chị mẹ. Vậy thôi nha anh Gió. Gì vậy Chen? Lúc nãy Chen định vào phòng tìm mẹ, nhưng nghe tiếng mẹ nói chuyện điện thoại đó. Mẹ nói chuyện với ai? Anh Pháp hả? Tôi gọi cậu Phong Sa Thon để cảm ơn cậu một tiếng, vì đã giúp tôi trả nợ và cho người mang máy quay tới, nên tôi mới có để giấu trong túi sách và quay lại clip vạch trần bộ mặt của con nhỏ Phan Đao. Người giúp mẹ xử lý vụ cô Đao không phải anh Pháp mà là Phong Sa Thon. Mẹ có sai không đó? Mẹ không có sai. Mẹ hoàn toàn tỉnh táo. Trời ơi, Mẹ nói thiệt đó. Từ bây giờ trở đi mẹ sẽ không ép Mê về chuyện cậu Pháp nữa. Thiệt đó. Việc mẹ nói là sẽ không ép chị đi gặp anh Pháp nữa, vì mẹ đang có mục tiêu mới cho chị, có đúng không? Dạ đúng vậy, cô Phan Đao vừa mới xuất viện hôm qua. Trốn phong viện cái gì chứ? Không phải như vậy đâu. Chẳng qua là hiện giờ cô Phan Đao cảm thấy rất có lỗi và đau lòng vì sự việc đáng tiếc này. Tới mức mỗi ngày không chịu ăn uống gì hết, chỉ đòi ở một mình, khiến tôi rất là lo sợ. Sợ là cô ấy căng thẳng thì lại sinh bệnh nữa đó. Trời, cái trang mà tao đăng tin quảng bá chẳng có bình luận tin tức gì hết trơn. Toàn là bình luận bắt xin lỗi ám ta ra giỡn mẹ thôi. Tiếng gì vậy hả? Không phải tiếng của cô Phan Đao đâu. Nguyện gì bắt tao làm. Tôi nói là cô Phan Đao chỉ im lặng một mình thôi mà. Vậy thôi tôi cúp máy nha. Bao giờ cô Phan Đao sẵn sàng để phỏng vấn thì tôi sẽ gọi cho các cô. Dạ. Dạ. Dạ xin chào. Nè, lại đây, coi cho kỹ nha. Cả trên fanpage và cả Instagram của tao luôn. Ai viết bình luận mắng tao, nhớ chụp màn hình lại, tao kiện hết luôn. Sếp à, bình tĩnh lại đi. Sếp càng kiện thì sếp lại càng bị chỉ trích nhiều hơn nữa đó. Cách tốt nhất bây giờ chính là sếp nên làm ngược lại mới được. Làm ngược lại là làm ngược lại sao hả? Cả cuộc đời của tao không phải là con đường hai chiều mà có thể đi ngược đi xuôi kiểu gì cũng được. Nè, cô lai mà dám ăn nói kiểu đó hả? Bộ tôi là bạn cô hả? Không phải như vậy đâu sếp. Ý tôi là làm giống như những người khác làm khi có tin tức không hay đó. Họ sẽ làm ra vẻ người tốt để dập tắt tin tức. Như trường hợp của sếp, ai cũng biết sếp không hòa thuận với cháu của sếp. Sếp chỉ cần đối xử tốt với cháu sếp để dập tin tức thôi. Bộ cô kêu tôi đối tốt với con nhỏ Me, con của tình nhân đó hả? Để cho dân mạng mắng tôi tới chết còn hơn à. Không đời nào nha, mời á. Sếp nghe tôi nói trước đã. Lúc nãy ông Chuân bên tổ chức sản xuất phim gọi cho sếp, nói là cháu gái của sếp đã đi thử vai cho bộ phim sắp tới rồi. Ông Chuân cảm thấy rất hài lòng, nên định gọi tới tám chuyện với sếp đó. Bộ cô không có tai hay sao hả? Tôi đã nói tôi sẽ không bao giờ hòa thuận với con nhỏ Me rồi mà. Tôi đâu có nói là cô Me đâu. Có người bình luận trên Instagram của Chen là đã đặt bánh của Chen về ăn thử và cảm thấy rất là ngon. Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ Chen nha. Với lại, có người muốn Chen cho công thức hướng dẫn cách làm nữa. Nhưng để lần sau có được không? Vì Chen vẫn chưa chuẩn bị nguyên liệu nữa. Quên mất. Nhưng mà nếu ai không có thời gian để làm thì có thể đặt bánh ở chỗ Chen nha. Đặt online thông qua Instagram này cũng được nữa. Mình cùng đọc bình luận tiếp nha. Hôm trước nghe tin chị Me bị đau chân, chị ấy bị gì hả? Chị Me gặp tai nạn một chút xíu nhưng bây giờ đã ổn hơn rồi. Nhờ nhắn với chị Me và mẹ là tôi sẽ ủng hộ, đợi cô Phan Đao tới xin lỗi nha. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Cô Chen không ra ngoài làm việc hả? Mỗi lần livestream đều thấy cô Chen ở nhà hết.
Vì Jen chỉ là gym bán bánh ở nhà mà thôi. Cô Jen đáng yêu quá, từng thấy cô Jen nhảy trên TikTok nữa. Jen đẹp như cô Me như vậy, cô Jen không muốn đi đóng phim như cô Me sao hả? Thì Jen nghĩ Jen cứ như vậy là tốt nhất rồi, Jen thích làm bánh hơn. Chết rồi. Jen ơi, Jen. Jen ơi. Cho Jen xin phép tắt like một chút xíu nha. Một lát nữa Jen quay lại ha. Tôi chạy neo, hơi mặt của tôi. Ôi, chết rồi. Gì vậy mẹ? Jen à, Jen, nhanh lên đây đi. Lên đây. Ôi, chết rồi. Là chuyện gì nữa đây hả mẹ? Con mau nhìn đi, có trộm vô nhà, có trộm vô nhà. Túi xách, đồng hồ đều mất hết cả rồi. Mẹ ngủ ở đây, nó gan lớn thiệt đó, phải báo cảnh sát mới được. Lại gì nữa đây mẹ? Tự nhiên con lại bị điếc ngang xương lúc này hay sao hả? Mẹ bị mất đồ, túi xách, đồng hồ đều mất hết luôn. Không còn cái nào hết, con thấy không, có trộm vào nhà đó. Con phải báo cảnh sát cho mẹ, đi đi. Mẹ, mẹ bình tĩnh đi có được không? Chen không có bị điếc đâu, chỉ là Chen không hiểu. Sao mẹ lại nói như vậy chứ? Ba cái túi xách đó là mẹ đã bán đi trả nợ rồi. Cái đang dùng là hàng giả mẹ ơi. Nhưng sao giá lại bằng cái hàng thật được? Ôi, không phải. Mẹ làm như vậy là vì chị gái con. Con đừng có quên, chị gái con là diễn viên nổi tiếng, còn mẹ là mẹ của diễn viên. Sao có thể dùng hàng giả được chứ? Mẹ làm vậy chỉ vì chị gái của con mà thôi. Ồ, cho nên mẹ đã nói dối là đã mang túi xách đi bán, rồi để chị Me làm việc trả nợ. Nhưng trong khi đó thì mẹ vẫn dùng túi xách tiền triệu. Jen à, bộ con tưởng là mọi con nợ trên đời đều nói sự thật là bản thân có tiền mà không trả nợ sao? Không có đâu con. Mẹ nói cho con biết tất cả đều nói dối là không có tiền như mẹ thôi. Đi, đi báo cảnh sát. Nhanh đi đi, có trộm vào nhà, đi. Còn đứng đó làm gì? Đi đi, nhanh lên đi. Đọc cái gì nữa vậy? Không cần đi đâu hết đâu mẹ. Bởi vì không có ăn trộm nào vào nhà mình hết. Đây nè, nhìn đi, trống trơn. Đồ đạc của mẹ không còn nữa, là do chị Me lấy đi đó. Ủa? Nói với mẹ, toàn bộ đồ đạc là chị lấy. Được không đó mẹ? Mẹ đi được. Đây là nhà của anh Phong Sathon hả? Bộ tính làm thiệt hả mẹ? Từ lúc anh Phong Sathon đưa mẹ về từ đồn cảnh sát cho tới lúc anh ấy trả toàn bộ số nợ của mẹ mẹ, anh vẫn chưa biết anh Phong Sathon là ai hết. Chỉ nghe mẹ gọi là anh Phong Sathon, anh Phong Sathon. Anh ấy làm cái gì, là ai, từ đâu tới thì anh không hề biết. Thật sự luôn không biết gì hết luôn. Nè, kể cho anh nghe coi. Chắc mẹ không kể gì cho anh nghe được đâu. Chị mẹ cũng không biết anh ta là ai hết trơn á. Ủa alo? Mẹ cũng không muốn biết chuyện của anh ta luôn. Ủa? Mẹ tới đây là để trả nợ cho mẹ và lấy xe về thôi. Để mẹ và anh ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Nè, mẹ nhờ anh mang hết đồ đạc trên xe về giúp mẹ nha. Được. Cô Metini mang đồ tới trả nợ. Tôi thấy rồi. Vậy anh Phong muốn tôi làm gì đây? Không cần làm gì hết. Tôi cũng rất muốn biết. Dù cho cô ấy muốn kết thúc chuyện này, nhưng mà tôi lại không muốn như vậy. Thì cô ấy sẽ làm gì tôi đây? Nếu mẹ biết đồ của bác gái toàn là hàng thật kiểu này á, thì sao từ đầu con bán trả nợ đi? Để bản thân cực khổ làm cái gì chứ? Chắc là vì mẹ thương mẹ quá nhiều. Mẹ thấy mẹ thích xã giao với bạn bè, mẹ vui khi mà đem đi khoe như vậy.
nên mẹ giả vờ như không biết gì hết. Và cứ để cho mẹ dùng túi xách tiền triệu vậy thôi. Nhưng mà giờ chủ nợ cần tiền của mẹ, mẹ phải chịu trách nhiệm chứ. Anh Phong nói cô mẹ mang đồ đi về đi. Tôi biết ngay mà. Vậy nhờ nhắn lại với anh ấy là tôi không mang về đâu. Tôi đem đồ của mẹ tới trừ nợ. Nếu anh ta muốn tôi mang về thì tự mình xuống đây mà nói đi. Nói với cô ấy là tôi đang bận, tôi không rảnh xuống nhận đồ đâu. Nếu cô Metini không đồng ý mà để lại đồ thì sao? Muốn để lại thì cứ tự nhiên đi. Cô ấy để lại được thì tôi cũng mang trả lại được thôi. Anh ta nói sẽ mang đồ tới trả cho mẹ tôi phải không? Được thôi, vậy thì tôi sẽ để lại hết đồ ở đây rồi đi về. Đi thôi anh. Về luôn hả? Vẫn chưa kết thúc dễ dàng vậy đâu. Mẹ sẽ lấy xe của mẹ về. Cho tôi hỏi là xe của tôi ở đâu vậy? Việc này thì tôi không biết. Anh Phong không hề dặn tôi. Biết ngay là sẽ trả lời vậy mà. Anh trả lời biết thì mới là chuyện lạ đó. Cũng không sao hết, tôi sẽ tự đi tìm. À, nhờ anh nhắn lại với chủ của anh là tôi xin phép cậu Phan rồi, không hề tự đi lên quan trong nhà người khác một cách thiếu lịch sự đâu. Đi thôi anh. Cũng được, có giỏi thì tự đi mà tìm đi. Tôi cũng rất muốn biết là nếu tìm được rồi thì lái xe về nhà kiểu gì đấy. Ủa, sao xe không nổ máy gì hả mẹ? À, cẩn thận. Nếu nghĩ chỉ có nhiêu đây mà ngăn cản được mẹ thì anh ta lầm rồi. Cho dù là xe không nổ máy thì mẹ cũng lấy về được. Xe kéo sao? Đúng vậy, cô Metini gọi xe kéo tới và đưa xe cô ấy về nhà rồi. Đầu mẹ nói sẽ đem xe kéo tới, anh còn tưởng là mẹ nói đùa thôi à, không nghĩ là sẽ làm thật đó trời. Sao vậy anh? Xe của mẹ, mẹ mang tới trừ nợ, nhưng mà anh ta không lấy tiền của mẹ, thì giờ mẹ làm gì với xe cũng được mà. Đi thôi, mình đi theo xe kéo đi anh. Nè, giờ còn mấy đồ ở trong nhà, mẹ định để cho anh Phong Sa Thon tự mang trả cho bác gái hả? Nếu anh ấy mang đi trả thiệt á, thì đồng nghĩa với việc nợ chưa được xóa, chuyện sẽ không được kết thúc đâu mẹ. Anh cứ tin mẹ đi. Đi thôi. Nhanh lên. Anh Phong à, có cần tôi mang đồ trả lại cho cô Manthana không? Chị à, cậu nghĩ chuyện kết thúc có quá đơn giản hay không? Anh họp xong rồi hả? Giật mình khi thấy tôi quay lại sao? Mẹ nhờ anh chạy theo xe kéo về tới nhà của mẹ nha. Mẹ sẽ vào trong nói chuyện thiệt đó hả? Anh không cần lo đâu. Mẹ giả giờ là đã về rồi, vì mẹ biết nếu không làm như vậy thì anh ta sẽ không chịu xuống đâu. Mẹ muốn nói chuyện trực tiếp với anh ta để cho xong chuyện mà thôi. Ừ, cẩn thận đó nha. Giật mình gì chứ, tôi chỉ cảm thấy lạ thôi. Vì lúc tôi trả nợ cho mẹ cô á,
thì tôi trả bằng tiền mặt. Nhưng mà lúc cô trả lại tôi thì cô lại dùng mấy món đồ này. Đã vậy còn là hàng đã qua sử dụng nữa. Như vậy có đáng giá 5 triệu không đây? Nói một cách đơn giản thì vấn đề là ở chỗ anh không muốn lấy đồ mà muốn lấy tiền mặt, có phải không? Vậy được thôi, tôi sẽ giải quyết cho anh, chẳng có gì khó hết. Alo, là Me đây. À, lúc sáng Me có gửi hình túi xách và đồng hồ để định giá đó. Và đợi Me báo lại là có bán hay không. Bây giờ là Me bán nha. Làm phiền anh chuyển tiền cho Me ngay bây giờ có được không anh? Được chứ Me, để anh xử lý cho. Cảm ơn anh. Anh đợi một lát đi. Thời đại này, nhiều cửa hàng nhận mua đồ lắm. Chuyển từ đồ sang tiền mặt không có khó lắm đâu. Chưa có nói hết câu mà tiền đã vào tài khoản rồi nè. Cho tôi số tài khoản của anh đi. Anh không nói hả? Tự nhiên là bị câm à? Cũng không có sao hết. Lúc sáng tôi gọi hỏi cậu Phan rồi. Gọi hỏi Phan sao? Hỏi chuyện gì? Tài khoản ngân hàng của tôi sao? Alo anh Phong. Không có gì. Chuyện là em vừa mới nói cho cô Me số tài khoản của em. Tại vì cô Me có gọi điện đến, nói là muốn trả tiền lại cho anh Phong, nhưng không có số tài khoản của anh. Me muốn chuyển cho em, rồi sau đó em sẽ chuyển lại cho anh đó. Số tiền là 5 triệu bạc, để em chuyển lại cho anh. Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của cậu Phan rồi. Rồi cậu Phan sẽ chuyển lại tiền vào tài khoản của anh thôi. Thấy chưa? Có tin nhắn báo tiền vào rồi đó. Số tiền 5 triệu bạc đã nằm trong tài khoản của anh rồi, có phải không? Tôi đã làm theo mọi điều kiện của anh rồi. Anh muốn tiền của mẹ tôi, tôi cũng đem đồ của mẹ tôi đến đây để bán. Giờ thì kết thúc nha. Dạ anh Phong. Anh xong giót đến đón cô Metheny. Để anh giót vào đây đi. Tôi cũng không đi nổi nữa rồi. Cậu Phan nói rằng không cho phép tôi đi lại nhiều. Nhưng mà từ khi đến đây, tôi nào là phải đi tìm xe của mình, rồi lại phải lừa là mình quay về rồi mới có người chịu xuống nói chuyện với tôi. Bây giờ tôi đau chân lắm rồi. Anh đến rồi Me. Xin lỗi vì đã không chờ được chủ nhà cho phép nha. Anh đi gặp bạn của anh. Mọi chuyện sao rồi em? Xong xuôi hết rồi anh. Anh dắt đem mấy món đồ này về được rồi đó. Sao cô nói là bán lại cho cửa hàng mà? Thì đúng là vậy mà. Nhưng mà cũng đúng lúc anh dắt mua lại cửa hàng mất rồi. Anh dắt biết là mẹ của tôi rất thích số túi xách và đồng hồ này. Có lẽ lúc trước mẹ tôi không thích anh giót, nhưng mà nếu anh giót đem những món đồ này về cho mẹ tôi thì mẹ tôi chắc chắn sẽ đổi ý và thích anh giót ngay cho mà xem. Hay nói cách khác là 5 triệu bạc mà anh không chịu nhận từ tôi ngày hôm qua, số tiền vừa được chuyển vào tài khoản của anh cũng chính là tiền của tôi đó. Bây giờ chắc là anh đã biết được là cho dù anh có cố gắng đến mức nào thì cuộc sống của tôi cũng không có chỗ cho anh hay quá khứ của ai khác bước vào rồi chứ. Hy vọng anh sẽ không liên quan gì đến tôi nữa.